Người đàn ông này đeo kính râm lên lái xe, suýt nữa thì đâm phải mấy con bò sữa đứng trên đường. Anh ta hốt hoảng bẻ lái sang một bên, đâm vỡ tan hàng rào bên đường. Sau đó là tiếng phanh gấp chói tai, chiếc xe dừng giữa trang trại. Nhưng anh ta không biết rằng, chính hai con bò sữa này đã cứu mạng mình. Lúc anh ta nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ, thì phát hiện mấy con quạ gần đó đồng loạt bay đi. Trong trấn có trận gió lớn quét qua, sau đó mặt đất không ngừng rung chuyển, một thứ gì đó từ trên trời bất ngờ ập xuống. Con bò sữa ở đó trực tiếp bị bổ dọc thành hai phần, đều sững sờ chứng kiến cảnh tượng này. Anh ta từ từ tiến về phía trước, tò mò sờ vào nửa người của con bò sữa đó, không ngờ bị giật một cái, đều vội rút tay về, bàn tay dính đầy máu tươi. Đều nhìn theo dấu cắt sang xung quanh, phát hiện dãy nhà bên cạnh cũng bị chia thành hai nửa. Anh ta chần chừ giơ tay ra, phát hiện trước mặt như có một tầng ngăn cách trong suốt, bên trên lưu lại dấu tay dính máu của đều, dường như còn có cảm giác giật điện nhẹ. Lúc này dâu ở gần đó nghe thấy tiếng động lớn chạy ra, hỏi đều vừa xảy ra chuyện gì, thì bỗng có mấy con quạ bất ngờ rơi xuống, cả còn đều bị gãy cổ. Tiếp đó là máy bay bay trên không trung, đâm thẳng vào bức tường vô hình, phát nổ trong nháy mắt, các mảnh vỡ của máy bay rơi xuống dưới. Đều hét lên rồi xông tới đẩy dâu khỏi nguy hiểm, cứu cậu ta một mạng. Người dân trong trấn nhìn thấy máy bay nổ trên không trung, cuối cùng cũng nhận thức được bọn họ đã bị nhốt trong một tầng ngăn cách vô hình. Lúc này xe cứu hỏa bên ngoài trấn nhận tin tới cứu viện, đều ngay lập tức xông hẳn ra giữa đường, ép chiếc xe cứu hỏa đang lao tới dừng ngay lại. Lái xe nổi giận xuống xe định đôi co, không cẩn thận va vào tường trong suốt gãy cả mũi. Bấy giờ họ mới biết không thể nghe được âm thanh của nhau, đều đành vội vàng viết chữ lên giấy để giao tiếp, nhờ họ báo với chính phủ mau phong tỏa khu vực này. Rất nhanh vô số nhà báo đã nghe ngóng được tin, quân đội lập tức phong tỏa hiện trường. Sau một thời gian nghiên cứu, họ phát hiện toàn bộ thị trấn này đã bị một tầng ngăn cách khổng lồ cô lập lại, họ đặt cho nó cái tên mái vòm. Tới buổi tối, cảnh sát đi kiểm tra xung quanh ven mái vòm, vươn tay ra chạm thử vào lớp ngăn cách, máy trợ tim trong người ông đột ngột nổ tung. Đây là lớp khi ngăn cách nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Một chiếc container đâm sầm vào nó, đầu xe bị biến dạng không nhìn nổi nữa. Cảnh tượng kinh dị này đã khiến Noriti sợ tới mức ngất xỉu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm mấy lời kỳ quái. Mau lên, mau lên. Bên trong, dâu và bạn đi tìm lỗ hổng của tầng mái vòm này. Hôm sau các nhà khoa học tiến hành đủ các nghiên cứu mái vòm, nhưng vẫn không tìm được ra bất kỳ kẽ hở hay lỗ hổng nào. Đến cả tầng ngăn cách làm từ chất liệu gì, họ cũng chưa đưa ra được lời giải thích cụ thể. Trong đó có một cảnh sát đã mất hết lý trí, anh ta trực tiếp bắn vào tầng ngăn cách, không ngờ hai phát súng bắn ra, tới tầng ngăn cách lại bật ngược trở về, lấy mạng người đồng nghiệp đang đứng sau anh ta. Người dân trong trấn bắt đầu hoảng loạn vô cùng, họ đều muốn chạy thoát khỏi đây. Có một cặp đôi dự định đi qua căn hầm dưới đất sâu 10 mét để trốn ra, nhưng dưới hầm vẫn có tầng ngăn cách đó, nó sâu không thấy đáy, xem ra bọn họ có khả năng bị giam chết trong này rồi. Sau vài ngày, người dân bị nhốt đã không chịu nổi nữa, bắt đầu phun sơn lên lớp ngăn cách bày tỏ bất mãn. Nhưng họ không hề biết rằng một mối nguy hiểm lớn hơn sắp ập xuống. Tài nguyên trong thị trấn dần trở nên cạn kiệt. Đều đang đi ra sông lấy nước thì phát hiện cá ở đây đều chết giạt vào bờ. Vậy là họ lấy một ít nước mang về thử nghiệm, kết quả nước hồ đổ ra một giọt đã cháy. Hóa ra mái vòm đã ngăn cách cả những mạch nước ngầm, dẫn tới các chất hóa học chảy ngược vào hồ. James, người bên thượng nghị viện, nhân cơ hội này nắm quyền kiểm soát cả thị trấn. Không ngờ con trai ông ta là Renny còn điên rồ hơn. Cô gái này đang thắp một ngọn nến, đột nhiên một người đàn ông từ đằng sau bịt chặt miệng cô. Đợi tới khi cô gái tỉnh lại thì phát hiện mình bị nhốt trong một căn hầm ẩm ướt. Lúc này Renny từ bên ngoài đi vào, Angie không thể tin được mình lại bị bạn trai cũ bắt cóc nhốt ở nơi này. Anh biết thế này không tốt lắm, nhưng anh thề cuối cùng em sẽ phải cảm ơn anh thôi. Angie giãy giụa muốn bỏ chạy, nhưng đã bị Renny lạnh lùng khóa cửa nhốt lại. Hôm sau, lúc Renny mang cơm tới cho cô, Angie nhân cơ hội đánh lén hắn, sau đó nhanh như chớp bỏ chạy ra ngoài. Nhưng cô không ngờ được rằng Renny đã sớm khóa cả lối ra rồi. Angie không còn đường chạy, bị hắn vác về chỗ cũ. Lần này hắn ta còn xích cả chân của cô lại, thấy không còn hy vọng chạy trốn, Angie chất vấn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Renny cho rằng Angie phản bội mình. Hóa ra ngày mái vòm ập xuống thị trấn, Angie thân là một bác sĩ, trong thời gian nghỉ ngơi giữa giờ có nói vài câu với Dale. Kết quả vô tình bị Renny nhìn thấy, hắn hiểu lầm lý do Angie đề nghị chia tay. Mặc cho cô giải thích ra sao, hắn cũng không tin tưởng, còn vô cảm khóa cánh cửa sắt lại. Angie tuyệt vọng chỉ có thể cố hét lên kêu cứu qua ống thông gió, lại không cẩn thận làm hỏng ống nước cũ, sau đó bị ngã văng ra ngất đi. Không biết đã qua bao lâu, lúc cô tỉnh dậy từ trong hôn mê thì mực nước đã tới đầu gối của cô rồi. Angie liều mạng dùng khăn bịt ống nước lại, nhưng do dây xích khóa chặt chân nên không thể với tới buộc ống lại. Cô tiếp tục hét lớn lên cầu cứu bên ngoài. James lúc này đang uống nước thì nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ vòi nước truyền tới. Ông ta mặt đầy nghi ngờ đi xuống hầm. Căn hầm bây giờ không khác gì hồ chứa. Lúc James mở cánh cửa sắt ra, phát hiện Angie đang bị nhốt trong căn hầm này.
một chiếc vòm ngăn cách nhìn thấy mà không thể chạm vào. Vài ngày trước đổ ập xuống, hoàn toàn vây kín thị trấn nhỏ này ở bên trong. Cứ như vậy suốt một tuần ròng rã, tài nguyên trong trấn đã bắt đầu cạn kiệt, quân đội bên ngoài cũng bắt đầu thưa dần, khiến người dân càng thêm hoảng loạn, đua nhau xông tới siêu thị cửa hàng, điên cuồng tranh nhau lương thực và nước, thậm chí còn dùng bạo lực để tranh cướp. Thấy tình hình dần mất kiểm soát, cảnh sát đành phải dùng tới pháo khói, nhưng dường như không có tác dụng gì hết. Tình thế cấp bách, cảnh sát dứt khoát rút súng ra. Lúc cô ấy chuẩn bị kéo cò thì trời đột nhiên đổ mưa to. Nước mưa xoa dịu tinh thần hoảng loạn của mọi người, họ cho rằng mái vòm đã biến mất rồi, nhưng dâu lại phát hiện hình như chỉ có không gian trong vòm là mưa, còn bên ngoài vẫn tạnh ráo, dường như trong này đã hình thành khí hậu độc lập. Hôm sau, để trấn an tinh thần cho người dân trong thị trấn, chính phủ đã đón người thân của họ tới. Mọi người lần lượt đi tới ven mái vòm, bởi đôi bên đều không nghe thấy tiếng của nhau, cho nên họ đều dùng chữ viết để giao tiếp. Cảnh tượng hài hòa đến khó tin, coi như đã tạm an ủi lòng dân. Nhưng đều đã tra được một tin tức rất nguy hiểm. Anh tìm một người biết đọc khẩu hình tới thăm dò tin tức từ chiến sĩ đứng canh gác ngoài mái vòm. Để sự kiện mái vòm không gây hoảng loạn cho bên ngoài, quân đội đã quyết định sẽ dùng bom nguyên tử để phá mái vòm. Người dân các thành phố lân cận sẽ được di tản, còn người bên trong có sống được không? Rõ ràng không nằm trong phạm vi suy xét của họ. Điều này có nghĩa là có khả năng tất cả người trong đây sẽ biến mất theo mái vòm. Nhận được tin tức xấu này, đều vội thông báo cho mọi người biết. Người dân nghe tin dữ này, lũ lượt kéo nhau xuống các căn hầm để tránh bom. Bên kia, James thả Angie đang bị giam dưới hầm ra. Đối mặt với cái chết cận kề trước mặt, mọi người lại như không còn sợ hãi nữa. Có người lưu luyến không rời người thân, chớp mắt đã tới lúc cho phát nổ bom nguyên tử. Chỉ thấy bom phát nổ trên cao gần như đỉnh mái vòm. Nhưng sau khi bom nổ, cả thị trấn vẫn không hề tổn hại gì. Sức công phá của bom nguyên tử có lẽ mọi người đều biết, vậy mà cả thị trấn vẫn vẹn nguyên như cũ. Trong khi đó các vùng bên ngoài thì bị thiêu rụi toàn bộ. Dâu cảm thấy mái vòm cường mạnh như vậy, nhất định là có gì đó thao túng nó. Vì thế cậu và Nori quyết định ra ngoài điều tra. Không ngờ ở rừng rậm nằm trong thị trấn, họ phát hiện ra một đống lá cây kỳ lạ. Hai người vội vàng phủi lá cây ra xem. Nori đổ nước rửa trôi lớp bùn bên trên thì phát hiện bên trong là một mái vòm nhỏ, bên trong còn có một quả trứng rất lạ. Dâu đoán là quả trứng này đã khống chế mái vòm của thị trấn. Sau đó cậu hét lên với nó mong nó thu lại mái vòm kia, nhưng chẳng có phản hồi nào hết. Hai người cẩn thận thử đặt bàn tay lên bên trên, đột nhiên mẹ của Nori xuất hiện ngay lập tức. Cô bé hoảng sợ vội thu tay lại, bóng hình mẹ cũng biến mất theo. Cô bé chợt có một dự cảm không lành, lập tức chạy về nhà thì phát hiện mẹ cô đã qua đời vì bệnh tim tái phát. Xem ra mái vòm nhỏ trong rừng muốn cho Nori được thấy mẹ lần cuối. Nhưng tới ngày hôm sau, mái vòm nhỏ đã xuất hiện trong nhà dâu. Bên trong lúc này lại nhiều thêm một con bướm. Sau đó con bướm va đập lung tung, xung quanh mái vòm liền xuất hiện các vệt đen, và mái vòm bên ngoài cũng có biến hóa y như thế. Cuối cùng cả mái vòm bị che phủ bởi màu đen kịt. Bên này trên mái vòm nhỏ xuất hiện 4 dấu tay. Vì thế bọn họ thử đặt tay mình lên, mái vòm nhỏ lập tức phát ra ánh sáng, sau đó bất ngờ vỡ vụn ra. Quả trứng bên trong cũng phát ra ánh sáng chói mắt. Động đất tới ngay sau đó, một cô gái trong nhóm bạn vươn tay cầm lấy quả trứng. Và điều thần kỳ đã xảy ra, quả trứng quay về hình thù như cũ. Để giải được bí mật mái vòm, mấy người họ đem quả trứng tới nơi phát hiện ra nó. Không ngờ người mẹ đã mất của Nori lại xuất hiện, nhưng lại nói mình là người ngoài hành tinh. Mái vòm giam thị trấn này là do họ tạo ra, mục đích là để quan sát con người. Chỉ cần đặt quả trứng kia vào nước, mái vòm ở thị trấn sẽ tự động được mở ra. Họ lập tức thả quả trứng vào trong hồ nước. Không ngờ quả trứng phát ra ánh sáng màu hồng, rồi hàng loạt tia sáng bay thẳng lên trời, cuối cùng tập hợp trên đỉnh mái vòm, rồi như một chùm pháo hoa khổng lồ, bầu trời khôi phục trạng thái vốn có, nhưng mái vòm vẫn chưa biến mất. Cùng chờ đợi diễn biến tiếp theo ở video lần sau nhé.